Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn mình lắp bộ M80i ạ. Đây, kỹ thuật bên em lắp trong thùng linh kiện này. Đây, mình tháo các con ốc ở khung bàn này. Siết chặt cái con ốc vào cho em. Cái này mình dùng cái thanh lục giác nhé. Dùng thanh lục giác có trong bộ đồ nghề. Đây, kéo cái thanh rây hết ra ngoài. Sau đó mình đẩy vào. Có cái ốc dài đấy ạ. Đấy, dài. Lắp xong cái bàn rồi đấy ạ.